Chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất là vui gặp lại bạn ở trong video này. Và Nguyễn Hiếu vừa đọc được một câu rằng là bữa sáng thì ăn cho ta, bữa trưa ăn cho bạn và bữa tối ăn cho kẻ thù. Vậy thì cái bữa sáng quan trọng như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta? Cơ thể của chúng ta không được nạp năng lượng và bổ sung các chất dinh dưỡng trong suốt cả một đêm đúng không? Trong suốt một đêm dài, chúng ta không được nạp dinh dưỡng và không được nạp bất cứ thứ gì cả. Vậy thì năng lượng và các chất dinh dưỡng của bữa sáng rất là cần thiết để cho chúng ta cái nguồn năng lượng và dưỡng chất trong suốt một ngày hoạt động và làm việc. Chúng ta cần phải duy trì đều đặn bữa sáng và lựa chọn bữa sáng phù hợp sẽ làm cho cơ thể của chúng ta không cần phải huy động năng lượng từ các nguồn dự trữ như là gan và cơ. Thì khi mà cơ thể chúng ta được ăn sáng thì nó sẽ không bị rút cái năng lượng ở cơ và ở gan ra và làm hại đến gan và làm cho chúng ta bị nhão cơ, cơ thể bị chảy nhão ra đó. Nếu chúng ta bỏ bữa sáng hoặc bữa sáng không cân bằng hoặc là cái bữa sáng mà chúng ta ăn nó cũng cũng không đúng theo khoa học ấy thì cũng sẽ gây ra các cái hiện tượng triệu chứng như là bị hạ đường huyết, tạo cảm giác thèm ăn và khó kiểm soát được cân nặng và bị mắc một số rối loạn, bị mắc một số những cái rối loạn khác. Vậy thì thức ăn không chỉ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cái lượng calo mà còn cung cấp cho cơ thể chúng ta các cái vi chất dinh dưỡng quan trọng như là vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Vậy thì bạn có biết rằng là cơ thể chúng ta một ngày thì cần bao nhiêu các cái loại vi chất dinh dưỡng và khoáng chất không ạ? Khoảng hơn 10 các cái loại vitamin và khoáng chất. Hơn 90 các cái loại vitamin và khoáng chất. Nếu như mà chúng ta ăn không đủ thì cơ thể nó sẽ bị giống như là bị thiếu chất dinh dưỡng á, bị thiếu chất dinh dưỡng và nó sẽ làm cho chúng ta bị lão hóa và chúng ta không có khỏe mạnh. Vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta cần phải cung cấp cái đầy đủ những cái dưỡng chất, những cái bữa bữa sáng đầy đủ dưỡng chất ấy, thì cái hiện tượng mà nếu như mà chúng ta bỏ bữa sáng thường xuyên thì sẽ bị xảy ra điều gì? Thứ nhất là nếu mà chúng ta bỏ bữa sáng thường xuyên này, hoặc là bữa sáng không không cân bằng theo đúng khoa học, quá nhiều đường bột hoặc là ăn sáng muộn thì sẽ gây ra các cái hậu quả rất là nghiêm trọng như là bị mệt mỏi, mất năng lượng, bị tiền đình, hạ đường huyết, khó kiểm soát cân nặng và tăng mắc các cái chứng bệnh rối loạn về chuyển hóa, mắc các cái chứng bệnh rối loạn về chuyển hóa. Vậy thì giải pháp cho bữa sáng của chúng ta là gì? Chúng ta cần phải thường xuyên duy trì một bữa sáng và chọn cái bữa ăn sáng của chúng ta cân bằng đầy đủ các cái chế độ dinh dưỡng, ít ít đường bột thôi nhưng mà phải đầy đủ protein, đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng và chúng ta nên chọn chọn cái sản phẩm có nhiều xơ và chỉ số đường huyết thấp. Thời gian ăn sáng tốt nhất là chúng ta thời gian vàng để chúng ta ăn sáng đấy là từ 7 giờ cho đến trước 9 giờ, từ 7 giờ trước 9 giờ. Và trong cái chương trình giúp cho học viên của Nguyễn Hiếu, ngoài cái việc có cái chế độ luyện tập vận động để tăng cường cái sự chuyển hóa thì Nguyễn Hiếu cũng cung cấp cho học viên của Nguyễn Hiếu giải pháp những cái bữa ăn sáng lành mạnh ngay tại nhà. Thì đây là một cái chương trình rất là đặc biệt và đã nhận được cái sự ủng hộ và những cái chia sẻ phản hồi rất là tích cực sau khi mà các bạn ấy sử dụng những cái bữa sáng giống như của Nguyễn Hiếu, thì cái cơ thể rất là khỏe khoắn, tươi trẻ và lanh lẹn hơn. Thì đó đó là cái mà cũng không phải mất nhiều cái thời gian để nấu nướng cái gì cả. Đó thì đấy là cái niềm vui và là cái giải pháp mà Nguyễn Hiếu đưa cho học viên của mình để chúng ta tiết kiệm được thời gian, chúng ta luyện tập ăn sáng ngay tại nhà và vẫn đạt được những cái kết quả tốt cho sức khỏe và cung cấp đầy đủ vitamin dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta trong buổi sáng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và nếu như bạn có bất cứ mong muốn gì hoặc là cũng muốn tham gia chương trình ăn sáng cùng Nguyễn Hiếu thì cũng có thể để lại cái số điện thoại để đội ngũ của Nguyễn Hiếu có thể chăm sóc cho bạn kịp thời nhé. Cảm ơn bạn, xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo.